Chào bạn, thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về dòng galvanic có tác dụng như thế nào trong việc điều trị và chữa chữa bệnh. Thì đây là cái nội dung nằm trong cái cuốn sách vật lý trị liệu của bác sĩ Lê Quang Khanh, và các bạn có thể tìm để đọc cái cuốn sách này, hoặc là có thể tải cái cuốn sách ở phía dưới link mô tả mà mình đính kèm, đúng không? Dòng galvanic là một cái dòng điện một chiều đều hay là dòng điện thẳng, nghĩa là dòng điện nó không thay đổi về cường độ và cái chiều vận động của nó. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng dòng galvanic không phải là cái dòng tần số thấp, vì nó không có biến thiên thành dạng sóng, cho nên là không thể nào xác định được cái tần số. Mình vừa vừa đọc cái giáo trình này mà mình vừa giải thích cho các bạn những cái nội dung liên quan đến trong cái bài học. Và tiếp tục nhé, thì nguồn phát dòng galvanic có thể là pin hoặc là bình ắc quy. Các máy hiện đại thì sử dụng nguồn điện xoay chiều, chúng ta có thể chỉnh lưu thành dòng điện một chiều dùng cho bệnh nhân. Thì các bạn có thể cách chỉnh lưu dòng điện một chiều như thế nào thì các bạn có thể mua một cái thiết bị chỉnh lưu dòng điện, hoặc là các bạn có thể tự chế một cái thiết bị chỉnh lưu dòng điện. Trong kênh của mình có chỉ cách để chúng ta chỉnh lưu thiết kế một cái mạch chỉnh lưu dòng điện đấy, nó chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều đều. Tác dụng sinh lý của dòng galvanic thì cơ thể người có thể được xem là cái vật thể xốp thấm một cái hỗn hợp nhiều chất định giải, trong đó muối ăn NaCl thì nó chiếm cái tỷ lệ cao nhất. Tác dụng sinh lý của dòng galvanic được thể hiện nhờ vào cái tính chất đó. Tác dụng sự tập trung của các ion thì khi dòng galvanic nó đi qua cơ thể, giữa các điện cực có một cái điện trường hằng định, điện trường không đổi, thì làm cho tất cả các chất nó chuyển dưới dạng ion di chuyển, đồng thời có sự vận động của các phân phân tử nước. Các ion mang điện tích dương gọi là cation, và các đi ion âm gọi là nó đi về âm cực. Điện tích dương thì đi về âm cực, tức là đi về cathode. Đấy. Và ion âm thì nó đi về dương cực, anode. Để nhớ cái cực dương và cực âm nó như thế nào thì các bạn có thể xem dương dương thì a anode, a là anh đấy. Đấy. Giới tính dương đấy, giới tính nam đấy. Thì các ion di chuyển với những cái vận tốc khác nhau. Vận tốc di chuyển của ion phụ thuộc vào sự thắng của lực hút giữa các ion khác nhau, phụ thuộc vào màng tế bào và các điện tích của chúng. Các quá trình trên thì chứng tỏ tình trạng thăng bằng của các ion trong tổ chức sẽ bị phá hủy dưới tác dụng của dòng galvanic, dẫn đến kết quả là có sự tập trung của các ion ở ranh giới giữa các tổ chức hoặc là kể cả màng tế bào. Tình trạng thăng bằng giữa các ion tổ chức nó có thể phá hủy bởi cái dòng galvanic này, tức là cái trạng thái cân bằng của cái ion ấy, nó có những cái trạng thái khác nhau. Các bạn có thể inbox ở dưới, mình sẽ gửi tài liệu cho các bạn tìm hiểu những cái trạng thái diễn ra ở da hoặc là diễn ra ở ion. Dẫn đến kết quả là tập trung ion ở ranh giới tổ chức, đúng không? Ngoài ra, dòng galvanic có thể ảnh hưởng đến sự thẩm thấu nước qua màng tế bào. Hiện tượng này gọi là hiện tượng thẩm. Các sự thay đổi này gây ra phản ứng phản xạ. Và các phản ứng do thay đổi tính chất của thể dịch của cơ thể, đúng không? Đây chính là mục đích của điều trị mà ta cần cần thực hiện. Ngoài ra, tác dụng thứ hai của nó là tác dụng vận mạch. Dòng galvanic nó tạo ra một cái hậu quả là co mạch
ở một cái giai đoạn ngắn rồi chuyển sang giai đoạn giãn mạch. Nó thực cái hiện tượng này nó diễn ra rõ rệt dưới hai điện địa cực. Hiện tượng này tồn tại trong vài giờ, sau đó nó mất hẳn. Quá trình giãn mạch không phải chỉ xuất hiện ở trên bề mặt da mà nó còn xuất hiện ở các mạch máu nằm sâu ở trong cái lớp cơ. Tác dụng giãn mạch của dòng galvanic không phải là tác dụng gây nóng lên thành mạch mà là tác dụng lên cái hệ thống thần kinh vận mạch, và đây là cái tác dụng trực tiếp. Tác dụng dẫn đến cái kết quả xa hơn là điều trị nhanh chóng đối với trong những cái trường hợp teo da do thiểu năng dinh dưỡng đối với các vết loét lâu lành. Đấy. Thì nó được ứng dụng trong cái trường hợp là các trường hợp teo da, thiểu năng về dinh dưỡng. Ngoài ra thì do sự gia tăng tuần hoàn mà biểu hiện viêm nhiễm và phù nề, nó giảm bớt cái triệu chứng đau thoái triển. Hơn nữa cái dòng galvanic này nó còn có giá trị là kích thích dinh dưỡng đối với các chi bại liệt, teo nhỏ. Đấy. Tác dụng thần kinh cảm giác thì với các kích thích nhỏ và đều đặn như kim châm, dòng galvanic có tác dụng là làm dịu các dây thần kinh thụ cảm ở da, tức là nó làm giảm đau đấy. Ngoài ra các kích thích nhỏ này còn làm thoái triển được các kích thích mạnh do quá trình bệnh lý tạo nên, tức là trong quá trình mà chúng ta đau hay là nhức gì đấy thì các kích thích này nó có thể làm dịu đi, áp chế hoàn toàn các kích thích mạnh này đi. Dòng galvanic có cường độ không đổi nên không gây ra cái sự thay đổi nào trong cơ thể cả, nghĩa là nó không gây ra cái biến chứng hay là cái tác dụng phụ nào cả. Vì thế nó được sử dụng như phương pháp điều trị ôn hòa trong những trường hợp viêm rễ thần kinh và hoặc là đau dây thần kinh. Tác dụng giảm đau đấy được thấy ở dưới hai điện cực, nhưng hạn chế nhiều ở điện cực âm. Chúng ta vào cái ý thứ hai là ý lớn, các phương thức sử dụng. Dòng galvanic với điện cực tấm thì chúng ta sử dụng điện cực tấm để chúng ta dẫn điện và chúng ta thực hiện điều trị cho bệnh nhân. Điện cực là những cái tấm dẫn điện mềm mại, dễ uống, dài khoảng cỡ 0,3 cho đến 1 mm, nó rất là bé đúng không. Các cái góc điện cực này được cắt tròn, được để điện nó không tập trung. Các tấm điện cực làm bằng nguyên liệu thấm nước tốt, thường dùng là vải hay là gạt xếp nhiều lớp dày khoảng 1 đến 2 cm, hoặc là những tấm bọt biển, công nhận dày thật đúng không, 1 đến 2 cm. Sau khi điều trị thì các tấm lót phải được giặt sạch với một nguồn nước lưu chuyển để loại bỏ cái ion tích tụ ở bên trong. Đây là những cái các bạn điều dưỡng hoặc là các bạn chuyên viên kỹ thuật viên thì cần phải lưu ý là các tấm lót là phải được giặt sạch với nguồn nước để loại bỏ ion đi. Đấy. Các vật đệm phải được chuẩn bị tốt để tránh lây bệnh ngoài da. Vật đệm phải dài từ 1 đến 2 cm so với mỗi chiều dài của điện cực để hạn chế sự chạm trực tiếp điện cực lên da. Đây là một sai sót có thể gây bỏng hóa học ở da do quá trình điện phân dưới cái điện cực. Đấy, vật đệm là phải dài 1 đến 2 cm nhé. Cái vải gạt xếp ấy, nó đã dài 1 đến 2 cm rồi. Đấy, vật đệm nó phải dài 1 đến 2 cm nữa. Đấy. Đây là một sai sót, nhưng mà nếu mà chúng ta không để ý thì nó sẽ gây bỏng ấy. Ở điện cực dương thì bỏng do tác dụng acid HCl, còn ở điện cực âm thì do ảnh hưởng của chất kiềm NaOH. Đấy. Các điện cực có thể đặt đối diện trực tiếp, đặt chéo hay là đồng diện, tức là đặt chồng với nhau tùy theo người ta muốn cái sự phân bố điện trường nó như thế nào. Hai điện cực nên bằng nhau để tránh sự tập trung điện trường ở
ở các điện cực nhỏ, khoảng cách giữa hai điện cực không được nhỏ hơn so với kích thước của điện cực. Trong trường hợp bất khả kháng thì chúng ta khoảng cách không dưới 3 cm. Về lưu lượng thì cường độ của dòng điện cho phép là 0,2 Armstrong trên 1 cm mét vuông. À nhầm, xin lỗi, 0,2 miliampe trên 1 cm vuông. Đấy. Hoặc là 0,5 cho đến 2 mm 2 miliampe trên 10 cm vuông. Và không được cao hơn. Nếu không nó sẽ gây ra hiện tượng là đốt điện và cảm giác đau buốt. Các bạn nhớ cái trường hợp này nhá. 2 miliampe trên 10 cm vuông thì chia ra nó cũng được là 0,2 miliampe trên cm vuông. Cường độ dòng điện được chuẩn hóa chặt chẽ bởi hai yếu tố, đó là quá trình bệnh lý và quá trình nhạy cảm của bệnh nhân. Nói chung là nó được trong quá trình này thì nó sẽ cấp liều dùng nhỏ hoặc là ngược lại, đối với bệnh nhân có liều dùng trung bình thì sẽ có cho cảm giác là châm chích và nóng nhẹ. Đấy. Sau khi điều trị thì vùng da nó sẽ đỏ nhẹ và đồng đều giữa hai điện cực. Đây các bạn có thể xem trong trường hợp này. Đấy. Phân bố đường sức điện này, các bạn có thể xem. Đấy. Đây là vị trí chúng ta đặt hai tấm điện cực. Diện tích điện cực thì diện tích điện cực phải lớn nhằm mục đích là khắc phục cái sức đề kháng của da, vì đường dẫn điện vào cơ thể chủ yếu là do các tuyến mồ hôi. Khả năng dẫn điện của da phụ thuộc vào sự bài tiết của tuyến mồ hôi, sự lưu thông của máu ở dưới da, sự tăng nhiệt độ của da và sự tồn tại của bệnh lý của da. Để làm giảm bớt cái điện trở của da thì cần phải chuẩn bị tốt bằng cách là làm nóng da hoặc là thấm nước tốt các vật đệm ở phía dưới điện cực. Muốn có tác dụng sâu thì diện tích điện cực phải lớn để bù lại tổn thất của các đường sức điện. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn tác dụng tốt thì diện tích của điện cực ấy, hay nói cách khác là diện tích tiếp xúc của điện cực tác dụng lên da phải lớn. Đấy. Do sự phân tán của bờ điện cực, sự phân tán làm giảm mật độ điện trường ở các mô sâu. Ngoài ra điện cực lớn còn cho phép ta sử dụng cường độ dòng điện lớn hơn nhằm bù đắp lại sự giảm cường độ qua việc khắc phục sức đề kháng của da. Thời gian thì nó có thể kéo dài khoảng từ 5 cho đến 30 phút. Và nếu muốn thu được kết quả tốt trong trường hợp điều trị với cường độ, nếu muốn thu được kết quả tốt ấy, trong trường hợp điều trị với cường độ thấp ấy, thì thời gian đương nhiên là phải dài. Đấy. Thời gian mà ngắn thì cường độ nó cao, mà thời gian dài thì cường độ nó thấp. Đấy. Tắm galvanic, trong trường hợp mà tắm galvanic thì từng phần hoặc là toàn phần tắm galvanic, từng phần chủ yếu cho các chi. Bồn tắm thì bình rộng hoặc là bằng sứ, các điện với các điện cực bằng thang ngâm trong nước. Trong tắm galvanic toàn thân thì bồn rộng hơn, làm bằng gỗ hay là làm bằng chất dẻo, với tấm điện cực lớn bằng thang. Để cần lưu ý là trong tắm galvanic từng phần thì các điện cực được đặt sao cho đường sức điện không đi qua tim. Nhớ lưu ý tắm galvanic từng phần thì điện cực là không đi qua tim, bởi vì đi qua tim sẽ gây nhiễu loạn tim mà có khả năng là biến chứng là tử vong gì đấy, trụy tim. Điện phân dẫn thuốc là phương pháp đưa thuốc vào cơ thể bằng dòng điện một chiều. Phương pháp này nhằm kết hợp với tác dụng của dòng galvanic và tác dụng của các ion thuốc sẵn có. Nguyên tắc chính của thuốc là phân ly dưới dạng ion được di chuyển
bởi các điện cực trái dấu. Nguyên tắc chính là thuốc phân ly dưới dạng ion và được di chuyển tới các điện cực trái dấu. Phương pháp này cũng có ích trong việc loại bỏ bớt các ion có hại trong cơ thể của chúng ta. Đấy. Khi sử dụng phương pháp điện phân bằng thuốc thì cần phải lưu ý là dung dịch thuốc có thể dùng dòng galvanic để phân ion có tác dụng chữa bệnh hay không. Chúng ta cần phải xem được cái dung dịch thuốc đấy. Chúng ta có thể dùng dòng galvanic này để phân thành ion đấy. Thì nó có tác dụng chữa bệnh hay không? Có nhiều loại nó không được dùng chữa bệnh thì sao? Và phải xem thử ion nó mang điện tích gì để đặt đúng điện cực. Nếu mà không đúng ion thì nó có thể gây ra tác dụng ngược. Vì thế lưu lượng thuốc vào cơ thể chúng ta không biết được một cách chính xác, nên điện phân thuốc chỉ áp dụng trong trường hợp là mục đích tại chỗ. Muốn có tác dụng toàn thân thì phương pháp này rất là nguy hiểm, hoặc là không đạt kết quả gì. Nếu chúng ta biết được liều lượng một cách chính xác thì sử dụng thuốc bằng đường uống hoặc là đường tiêm thì nó tốt hơn. Kỹ thuật vật lý trị liệu thì chúng ta trải qua các bước thử máy, chuẩn bị bệnh nhân, định cực. Thử máy thì cần kiểm tra máy trước khi điều trị. Các dây dẫn phải tốt và sự tiếp xúc giữa các dây dẫn và ổ cắm phải hoàn hảo. Vặn nút cường độ dòng cường độ về phía vị trí zero. Đấy. Nối dây dẫn ra ngoài bệnh nhân, nối dây dẫn ra bệnh nhân với cái điện cực có vật đệm, đặt hai lớp vải đệm sát lên nhau, bật nút cho điện vào máy, sau đó tăng cường độ dòng điện lên từ từ. Kim đồng hồ miliampe phải tăng lên đều đặn, nếu kim đồng hồ nhảy lên xuống là không tốt, phải hạ dần cường độ dòng điện và tắt máy để chuẩn bị điều trị cho bệnh nhân. Bước thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị bệnh nhân phải trong tư thế thoải mái vững chắc. Nơi đặt điện cực là nó phải lộ ra, đúng không? Chúng ta không 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 gắn lên 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 mai lên lên vải là gắn lên cái gì đó, cho nên là điện cực nó phải được bộc lộ ra đấy. Nếu da quá khô thì chúng ta phải sưởi nóng trước để cho nó dễ hấp thụ ion, dễ hấp thụ thuốc. Bệnh nhân được cho biết trước cảm giác dòng điện vào cơ thể, đó là cảm giác tê, nóng, nhẹ, và cần thông báo và chúng ta cần phải thông báo ngay nếu có cảm giác nóng, nóng rát hoặc là đau buốt hoặc là có những biểu hiện khó chịu nào đấy. Dặn kỹ bệnh nhân là không được chạm trực tiếp vào điện cực để tránh bỏng hay là các vật dẫn điện như ống nước thì có thể gây tai nạn điện giật, đúng không? Chúng ta biết dòng điện nó chạy rồi. Nếu như mà chúng ta động vào ống nước hoặc là vận chuyển điện thì nó sẽ tạo ra một cái chu trình kín trong điện, và nó gây ra điện giật hoặc là bỏng. Nhẹ là bỏng, nặng là bị điện giật. Điện cực, đặt điện cực cách da bằng vật đệm cố định bằng cao su to hoặc bảng hoặc là túi cát. Các vật đệm phải được thấm nước tốt và khử trùng đúng cách. Vật đệm phải lớn hơn so với điện cực và bề dày của vật đệm khoảng 1 đến 2 cm để tránh gây bỏng. Như ban nãy mình vừa nói đấy, ban nãy cái giáo trình này nó nói đấy. Nếu điện phân dẫn thuốc thì các ion phải đặt đúng điện cực. Ion âm thì đặt ở cực âm, ion dương thì đặt ở cực dương, và cực có thuốc ở vùng điều trị. Đóng và mở máy, chỉ đóng và mở máy khi nút cường độ chỉ về vị trí không. Cái đây là cái điều rất là quan trọng, mở máy khi mà nút cường độ chỉ về vị trí không, để tránh cái sự thay đổi cường độ đột ngột nó có thể gây giật. Cường độ phải tăng từ từ chứ không phải tăng đột ngột cho đến khi có cảm giác châm chích nhẹ. Không được vượt quá cường độ cho phép, không được thay đổi đột ngột khi đang điều trị. Chỉ định và chống chỉ định. Chỉ định trong các trường hợp này, trong trường hợp giảm và các đau trong hội chứng đau,
trong trường hợp chống viêm, nhất là viêm mạn tính, trong trường hợp để đốt nốt ruồi, mụn cơm, chống chỉ định trong trường hợp nào viêm da này, chàm các loại này, viêm cấp có mủ này, đấy, suy tim thì không dùng được này. Sau đây là các câu hỏi tự trả lời, tự đánh giá. Mình chỉ là làm một vài câu hỏi thôi, và các bạn có thể làm các câu hỏi còn lại. Dòng galvanic là dòng gì? Là dòng điện xung hình sin, dòng xung hình chữ nhật, dòng điện một chiều đều. Đáp án đúng là đáp án C, dòng điện một chiều đều. Khi dòng galvanic đi qua cơ thể thì các ion sẽ tích tụ lại điện cực trái dấu, các ion sẽ di chuyển qua lại giữa hai điện cực. Các ion sẽ tập trung ở ranh giới của các tổ chức. Đáp án đúng là đáp án D. Các ion sẽ tập trung ở ranh giới của các tổ chức. Hiện tượng điện thẩm dưới tác dụng của dòng galvanic là sự thẩm thấu của nước qua màng tế bào, sự di động qua lại giữa các ion điện cực, sự tập trung các ion ở ranh giới tổ chức, sự di chuyển các ion đến điện cực trái dấu. Đáp án đúng là đáp án A, sự thẩm thấu của nước qua màng tế bào. Tác dụng giãn mạch của dòng galvanic là do, đáp án đúng là đáp án C, tác dụng gián tiếp của dòng galvanic lên hệ thần kinh vận mạch. Dòng galvanic có tác dụng giảm đau là do các kích thích nhỏ đều đặn lên đầu thần kinh thụ cảm ở da. Vật đệm dưới điện cực có tác dụng đó là tránh tình trạng bỏng do phản ứng hóa học giữa hai điện cực. Khi điều trị bằng dòng galvanic, cường độ cho phép là các bạn vui lòng, các bạn xem lại như ban nãy mình vừa nhấn mạnh đấy, thì nó là 2 mA trên 0,2 mA trên 1 cm vuông. Ở câu số 8 này bạn tự xem và bạn tự trả lời nhé. Câu số 9. Câu số 10. Chống chỉ định của dòng galvanic đó là chàm các loại. Đáp án D. Không dùng dòng galvanic trong các trường hợp. Câu 12, kỹ thuật điều trị dòng galvanic ta sẽ làm gì? Và đây là câu hỏi thảo luận. Ở phần tiếp theo thì các bạn sẽ tìm hiểu về laser, vật lý trị liệu. Các bạn có thể tìm trên kênh của mình ấy, có những cái video về laser, vật lý trị liệu. Hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ, buổi học tiếp theo.